Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, đã lần thứ ba liên tiếp gửi công điện đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương quyết liệt thực hiện, tăng tốc hơn nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 đã trở về địa phương trên mọi phương tiện. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao theo các thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp. Cùng đó, tổ chức triển khai xét nghiệm xác định ca bệnh thông qua phát hiện kháng nguyên của virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR theo hướng dẫn của Bộ Y tế.